Hello, xin chào các bạn nha. Thì đây là gì? Đây á là cái video mà quay chặt cây nha các bạn. Đây cái là nãy leo cây lên nè. Đó là lấy cưa lên để cưa nha các bạn. Đó. Giờ đang cột dây vô để cưa nha các bạn. Đi an toàn chứ cưa. Đây là dây an toàn nha các bạn chứ không phải dây cưa, lộn. Giờ phải cưa cảnh trên nha bạn, giờ cây tràm này nó dễ ngã lắm, bây giờ mình phải cưa nha bạn. Chung cưa mất công bảo rồi nó ngã cây xuống nhà kìa nhà nữa. Đó. Rồi bắt đầu cầm mấy cưa lên cưa nè. Giờ em leo lên cưa nha các bạn. Đó. Bật cái cưa lên nó ù ù nè bạn. Đó, đang cưa trời ơi. Để cưa nha các bạn. Tiếng ồn quá không nói nghe được. Em thông cảm cho mình nha. Cành nó dày quá các bạn ơi. Cái cưa nó cũng giật giật chứ mà không sao các bạn. Đó, cành cưa nó cứ giật giật chứ là cho mấy nó mới yếu rồi đó bạn thấy không các bạn. Nó ngã xuống trúng nhà sao? Trời ơi, cái nhà nó sập như đó chưa đủ hả trời ơi. Đó, thấy không? Đó, đây là cái hang mới xuống nha các bạn, chứ không có leo thường được. Cái nhà kia nó sập chưa đủ nữa, ngã xuống rồi ba. Cái nhà kia sập chưa đủ hả? Kéo nữa ba, kéo nữa. Không có đứt rồi. Kiến thôi. Đó, cái này các bạn. Là kiến cắn. Dạ. Đó, thấy không các bạn? Đó. 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 Cưa xong rồi các bạn, rồi bây giờ là tới lúc kéo cái dây nha các bạn. Nãy nó hỏi đèn cái điện nha các bạn. Đó, ngã cho nó hỏi đèn cái điện nha các bạn. Chứ ngã đèn cái điện quá trời luôn. Giờ đang cột ở bên nút kia.